Thưa quý vị, những năm gần đây trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và khu vực Nam Trung Bộ thường xuyên chịu ảnh hưởng của hạn hán, đặc biệt là trong mùa khô. Đặc biệt, ghi nhận tại một số địa phương của khu vực Tây Nguyên cho thấy hạn hán xảy ra với tần suất ngày càng dày và gay gắt hơn. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk, từ năm 2015 đến năm 2020, có khoảng 260.000 hecta cây trồng các loại bị hạn, với gần 30.000 hecta bị mất trắng, thiệt hại ước tính 6.500 tỷ đồng. Nghiêm trọng nhất là năm 2016 với thiệt hại do hạn hán là 3.000 tỷ đồng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nửa cuối tháng 2 đến tháng 4 năm 2021, mực nước trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm và theo xu thế xuống dần. Lưu lượng dòng chảy trên phần lớn các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên phổ biến ở mức xấp xỉ và thấp hơn trung bình nhiều năm, cùng kỳ từ 15 đến 50%. Từ tháng 5 cho đến tháng 8 năm 2021, trên các sông ở Bắc Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện 2 đến 3 đợt dao động và lũ nhỏ. Mực nước trên các sông khác có dao động. Lưu lượng dòng chảy trên phần lớn các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên phổ biến ở mức xấp xỉ và thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 20 đến 25%, một số sông thấp hơn 60%. Nguy cơ xảy ra khô hạn, thiếu nước cục bộ tại các tỉnh Nghệ An, Ninh Thuận, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên vào khoảng thời gian từ tháng 3, tháng 4 năm 2021, sau đó mở rộng ra các tỉnh khác ở Trung Bộ. Trên một số sông có khả năng xuất hiện mực nước quan trắc thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc cùng kỳ. Thưa quý vị, trước bối cảnh nguồn nước tưới ngày càng khan hiếm, nhân lực hạn chế, nông dân tại nhiều tỉnh thành trên cả nước đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm trong sản xuất. Đây là công nghệ được đặc trưng bởi sự cung cấp thường xuyên một khối lượng nước hạn chế, được kiểm soát để tưới cho một bộ phận tầng đất canh tác nhằm sử dụng tối ưu lượng nước tưới. Với công nghệ này thì nông hộ có thể giảm từ 30 cho tới 40% lượng nước sử dụng cùng với nhân lực. Thời gian trong khi năng suất và chất lượng thì đều có thể gia tăng. Và ngay sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên Nông nghiệp 24 giờ. Trước đây, việc tưới nước cho vườn cây rộng 3 hectare luôn là vấn đề khiến ông Hà lo lắng. Bởi mỗi đợt ông và vợ phải lôi dây tưới mất 10 ngày. Thế nhưng hiện nay thời gian này chỉ còn khoảng 9 giờ đồng hồ. Tất cả là nhờ vào hệ thống tưới tiết kiệm này. Chỉ có 2 vợ chồng thôi. Mà nếu mà mình tứ để cho mà toàn vườn 3 mẫu này á, thì mình tứ chắc phải 10 ngày mới xong. Thành thử ra mới chọn cái bét hay đầu tưới này thì nói chung thì cũng đi tham khảo nhiều của bà con. Tại vì hiện giờ nếu mà gia đình vận hành á, mà nếu trong một mẫu á, là mình tưới trong 3 tiếng đồng hồ. Tất nhiên 3 mẫu là mình chưa tứ 9 tiếng đồng hồ. Tất nhiên là trong một ngày mình giải quyết được là 3 mẫu. Không chỉ tiết kiệm công lao động, theo ông Hà, khi sử dụng công nghệ tưới tiết kiệm, lượng nước cung cấp cho các cây đồng đều ổn định. Do tưới chính xác vào vùng hoạt động hữu hiệu của bộ rễ cây nên hiệu quả tưới đạt tối đa. Ông Hà cho biết từ khi áp dụng công nghệ này, lượng nước sử dụng trên vườn giảm từ 30 đến 40%. Điều này đặc biệt quan trọng nhất là vào mùa khô, bởi thực tế mùa khô ở khu vực Lâm Đồng cũng như là các địa phương khác trong khu vực Tây Nguyên ngày càng gay gắt. Ở Lâm Đồng đã được ứng dụng cái công nghệ tưới nước tiết kiệm và áp dụng các biện pháp tưới đó thì đã mang lại cái hiệu quả kinh tế vô cùng lớn, đặc biệt là nó tiết kiệm được cái nguồn nước tưới, chống cái lãng phí nguồn nước tưới trong cái thời gian vừa qua. So với tưới bình thường thì tưới nước tiết kiệm nó giảm từ 30 đến 40% lượng nước tưới. Kết hợp với 4 phân sẽ giảm được cái chi phí công lao động, rồi giảm được cái chi phí làm cỏ, chi phí phun thuốc trừ cỏ, giảm được cái sâu bệnh hại cho cây trồng. Theo ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng, công nghệ tưới tiết kiệm đã được đưa vào ứng dụng ở địa phương này từ những năm 90 của thế kỷ trước. Đến nay, với hơn 300.000 hecta diện tích đất canh tác, thì Lâm Đồng đã có khoảng 27.000 hecta áp dụng tưới tiết kiệm công nghệ cao. Diện tích được áp dụng công nghệ này đa phần là các loại rau, cây ăn quả, các cây trồng có giá trị kinh tế cao. Với hiệu quả mang lại, dự kiến trong thời gian tới, diện tích này sẽ tiếp tục được mở rộng. Thưa quý vị, tưới tiết kiệm hay là tưới cục bộ là phương pháp được giới thiệu vào sản xuất nông nghiệp của nước ta cách đây gần 20 năm. Vâng, và theo các nhà khoa học thì khi được thiết kế và quản lý thích hợp, kỹ thuật tưới tiết kiệm nước sẽ đạt được những hiệu quả rất to lớn về phương diện là cấp nước, phân phối nước và rất lý tưởng trong việc là kết hợp cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng cũng như là việc cơ giới hóa, tự động hóa các khâu tưới nước và chăm sóc. Phương pháp tưới tiết kiệm là cung cấp nước cho cây trồng từ một hệ thống đường ống thông qua các thiết bị tưới và chỉ làm ướt từng khoảng đất nhỏ ở gốc cây trồng, phần hoạt động của bộ rễ.
căn cứ vào đặc tính của thiết bị tưới và hình thức phân phối nước từ thiết bị tưới mà kỹ thuật tưới tiết kiệm được phân chia ra hai loại chính là tưới nhỏ giọt và tưới phun mưa. Tưới nhỏ giọt là kỹ thuật tưới cung cấp nước vào đất dưới dạng các giọt nước nhỏ ra từ thiết bị tạo giọt đặt trên mặt đất gần gốc cây. Tưới phun mưa cục bộ là kỹ thuật tưới cung cấp nước cho cây trồng dưới dạng các hạt mưa hoặc hạt sương rơi trên một diện tích nhỏ xung quanh gốc cây trồng. Hiện nay trong sản xuất nó có hai cái hệ thống tưới mà Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp đã khuyến cáo áp dụng, đặc biệt là trong cái chương trình VNSAT, đó là hệ thống tưới nhỏ giọt Israel và hệ thống tưới phun mưa cục bộ tại gốc của Washi. Mỗi cái hệ thống tưới nó đều có cái lợi thế. Ví dụ như hệ thống Israel là hệ thống bù áp nội cho nên nó chia nước khá là đều giữa các cái đơn vị tưới. Nhưng có một cái nhược của nó là yêu cầu cái chất lượng nước phải tinh khiết, bởi vì nếu không nó sẽ gây ra nghẹt hóc cái hệ thống. Hệ thống của Washi là một hệ thống mà cũng đã cải tiến từ những cái thực tế sản xuất, cho nên nó là một hệ thống là hở và bù áp ngoại, cho nên nó không bị nghẹt và phải nói là có thể chấp nhận những cái phần tử đường kính một vài mm đi qua hệ thống, cho nên cái tính nghẹt nó không bị trầm trọng như các hệ thống kia. Mặc dù mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhưng so với phương pháp tưới truyền thống, chi phí lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm lại cao hơn. Mức chi phí lắp đặt cho một hecta trung bình khoảng 50 đến 60 triệu đồng. Tuy chi phí đầu tư cao hơn nhưng theo các chuyên gia, thực tế hiệu quả mang lại từ công nghệ tưới tiết kiệm rất lớn cả về môi trường, sức khỏe của cây trồng, chất lượng, sản phẩm cùng nhân công chăm sóc. Theo tính toán của ngành nông nghiệp, thông thường, tùy đối tượng cây trồng chỉ sau 1 đến 2 năm thu hoạch sản phẩm là nông hộ có thể thu hồi vốn đầu tư. Thưa quý vị, lo ngại việc tiêu thụ hàng nông sản sẽ bị ách tắc khi dịch COVID-19 lan rộng ra nhiều tỉnh, thành phố. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ ngành đề xuất các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ những vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân, trong đó thì có việc đảm bảo lưu thông hàng hóa giữa các tỉnh thành. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiến nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các địa phương tạo điều kiện cho nông sản của người dân được lưu thông bình thường giữa các tỉnh, thành phố, chỉ đạo các chuỗi siêu thị tăng cường thu mua hàng hóa nông sản cho nông dân. Cùng đó, thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiến nghị Bộ Tài chính triển khai mạnh mẽ chính sách hỗ trợ giảm chi phí sản xuất cho các doanh nghiệp như là miễn giảm tiền thuê đất nông nghiệp, giá điện, nước, kiến nghị Ngân hàng Nhà nước gia hạn nợ, phạt nợ quá hạn với các cá nhân, đơn vị gặp khó khăn. Ngoài ra, thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ phối hợp với các cơ quan thương vụ, ngoại giao, ban quản lý các cửa khẩu kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc trong xuất khẩu nông sản, đặc biệt là thị trường Trung Quốc. Thưa quý vị, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP nhận định, nhờ tăng trưởng gần 17% trong tháng 3 năm 2021 với trên 735 triệu đô la Mỹ, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước trong quý 1 năm 2021 đạt 1,7 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo xuất khẩu thủy sản trong quý 2 sẽ tiếp đà tăng trưởng 10% và đạt khoảng 2,1 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, mặt hàng tôm được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng khả quan 10%, đạt 980 triệu đô la Mỹ. Xuất khẩu hải sản quý 2 ước đạt 816 triệu đô la Mỹ, tăng 9,6%, trong đó xuất khẩu cá ngừ tăng 9%, cá khác tăng 11%, mực bạch tuộc tăng 8% và nhuyễn thể hai mảnh vỏ tăng 9%. Riêng với mặt hàng cá tra, VASEP cho rằng với mức tăng trưởng âm 30% trong quý 1 năm 2020, xuất khẩu cá tra sang thị trường EU sẽ không thể trỗi dậy ngay trong quý 2 khi những tín hiệu hồi phục chưa rõ ràng. VASEP cũng dự báo Australia, Canada, Anh và Nga sẽ tiếp tục là những điểm sáng mới trong bức tranh xuất khẩu thủy sản quý 2 và nửa cuối năm vì nhu cầu đang gia tăng và không gặp những bất ổn hay rào cản thị trường. Thưa quý vị, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản VASEP cho rằng việc kiểm dịch hầu hết sản phẩm thủy sản nhập khẩu từ đông lạnh cho tới chế biến sâu là biện pháp kiểm soát quá mức và không cần thiết, đang gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu. Trong công văn gửi tới Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mới đây, VASEP kiến nghị không kiểm định bệnh với các sản phẩm thủy sản chế biến như hàng khô, đồ hộp, nấu chín, ăn liền, mà chịu kiểm tra theo quy định của Luật An toàn Thực phẩm. VASEP cũng cho rằng danh mục hàng hóa phải kiểm dịch đã tăng lên rất nhiều, trong đó có nhiều sản phẩm đáng lẽ ra không cần kiểm dịch. Điều này đã đi ngược lại chủ trương cắt giảm danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành, quy định pháp luật cũng như thông lệ quốc tế hiện nay. Theo VASEP, hiện các nước tiên tiến như là Mỹ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản cũng chỉ kiểm tra chỉ tiêu về an toàn thực phẩm với sản phẩm thủy sản chế biến mà thôi.
Thưa quý vị, cuối tháng 1 năm 2021, thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công văn đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng hải quan tại các cửa khẩu trọng điểm kiểm soát chặt việc nhập khẩu cá tầm về Việt Nam để đảm bảo nguồn gốc xuất xứ và thuộc danh mục được phép kinh doanh tại Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy, dù đã phát hiện nhiều trường hợp có dấu hiệu vi phạm, nhưng việc xử lý các lô hàng cá tầm nhập khẩu còn gặp nhiều vướng mắc. Nguyên nhân mấu chốt là sự vênh trong kết quả giám định. Đơn cử như lô hàng cá tầm nhập khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xuất nhập khẩu AH nhập khẩu qua chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Lạng Sơn. Kết quả giám định kết luận hàng hóa không đúng chủng loại với khai hải quan và giấy phép nhập khẩu. Tuy nhiên, kết quả giám định lại không xác định cá tầm của doanh nghiệp có trong danh mục được phép kinh doanh tại Việt Nam hay không. Theo Tổng cục Hải quan, việc các cơ quan chuyên môn không thể xác định được giống, loài, con lai hay con thuần chủng dẫn đến cơ quan hải quan chưa đủ cơ sở để quyết định thông quan hàng hóa hoặc xử lý đối với hành vi vi phạm của doanh nghiệp.